Đây là hình những người đã tử vì đạo. Họ phải thiêu thân bảo vệ Phật Pháp. Một cái giếng nước giữa đảo của bác anh chị. Đây toàn là nước mặn hết nha. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay thì Vườn Hồ tiếp tục đang có mặt tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Và đây là một cái chiếc xuồng, chiếc thuyền cano nhỏ nè. Và Vườn Hồ đã đi ra ngoài kia. Đó là một cái ngôi chùa trên đảo vắng. Không biết chùa có tên gọi là chùa Từ Tôn. Đó, thì bây giờ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Bước lên nha chú nha. À, có chú này chở may ghê á. Bên kia sư phụ. Ô, chiếc này đã ha. Chiếc này giá bao nhiêu tiền hả chú hả? Dễ lái không? Chú là chuyên đi đưa người ra chùa hả? Chú làm công việc này lâu chưa? Chú là Phật tử hay là người ở trong chùa? Phật tử hả? Có tính phí không? Không hả? À, lát nữa cháu về, cháu qua nó xong cháu về. Làm công việc này vui không chú? Dạ. Vui rồi, làm cái đâu. Vui hả? Vui hả? Thời gian mà chạy từ đó ra đây chắc khoảng 5 phút. Và cái thuyền này ở Nha Trang thì chi phí cũng khá là rẻ, khi mà một cái chiếc thuyền đưa từ đảo ra đây họ phải tốn xăng dầu. Và đây được gọi là thùng từ tâm. Mọi người muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ à. Và Bùi Hồ có hỏi một số người dân ở đây thì cái đảo này vào ngày hè thì có thể đi bộ từ đây qua đây được, nhưng mà hiện nay thì vào mùa này thì không thể nào đi bộ được và phải đi cái chiếc cano nhỏ như thế này. Và cái hòn này có một cái tên là Hòn Đỏ. À, cái tên khá là lạ. Hòn Đỏ và chùa Từ Tôn. À, bước lên đây. Anh. Mình đúng là dân đi bụi, gọi là bụi đời luôn. Thích đi đâu đi đó, chạy xe gặp. Thật ra chạy xe thì cái đi dự định đi lại đằng kia, nhưng mà thôi qua đây luôn. Ây da. Dạ khỏi đi, biết chùa Từ Tôn nữa. Ồ, tảng đá kìa. Ồ, khắc tiếng Hán ở trên đó luôn. Cái hòn đó đẹp ghê ha. Đỏ, cái sông nó gọi là Hòn Đỏ luôn. Dạ. Cái đó là cái tảng đá. Quán của anh chị thấy rồi, tay Phật đưa từ trong kia ra kìa. À. Chào cô nha. Dạ, cô là Phật tử vô làm vườn đấy hả? À, ở đây là sư cô hay là sư thầy hả cô? Chùa mình á. Sư thầy hả? Dạ, coi sư cô hả? Khuôn viên chùa này lớn không cô? Dạ dạ, rồi cảm ơn nha. Ở đây có một cái chuông đồng rất là lớn luôn cô bác anh chị thấy không? Ngôi chùa này vẫn đang xây dang dở. Mình đi theo bản năng của mình á. Thành thử là không biết ở đây như thế nào. Ui. Ây da. Ở đây họ có một cái tranh gọi là tranh nhân quả.
Ồ, chùa lớn à. Đây là một cái nơi rất là thanh tịnh nên mình không thực không được nói lớn tiếng cô bác với anh chị. Ở trên cái khuôn viên chùa này có một cái điều rất là đẹp đó, nó rất là lạ, đó là vì là nằm ở giữa biển á nên nên rất là mát. Ôi, cô bác quý anh chị thấy không? Đây là hình những người đã tử vì đảo, họ phải thiêu thân bảo vệ Phật pháp, đã hy sinh vì đạo pháp dân tộc. Ôi, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Có nghĩa là họ dùng lửa để thiêu thân để bảo vệ cái đạo pháp. Ôi, lần đầu tiên mới thấy luôn á. Một cái tấm biển mà phải nói là cực kỳ lạ ở trong cái khuôn viên chùa như thế này. Ô, con gì kêu á? Ở con gì kêu chú? Chim. À, con khú hay là con chim nữa hả? Chim hả? Con chào á. Dạ. Nó con chào á. Con chào hả? Chim chào biết không? Nuôi hay là hoang? Người ta phóng thanh cũng có mà tự động ấy có. À. Cái đầu trắng trắng mà nó dương sáo vậy. Đầu nó nhiều lắm. Dạ. Anh em lên đây thì ở đây có những cái tảng đá có hình thù lạ lạ đâu không anh? Tảng đá thiên nhiên á. Này dọc dưới này nè. Ờ. Dọc này với đây, dọc bên này nè. Ờ, đẹp lắm đó hả? Thẳng đi đây xuống nè. Ờ. Thẳng đi xuống ngay chỗ Phật nè. Dạ. Rồi xuống đi xong bắt đầu xuống đường này. Ừ. Đẹp lắm hả? Ở đây có tảng đá hình thù nào bắt mắt nhất, em dễ kiếm á, dễ nhận thấy nhất. Ủa, có cái tảng đá ngay chỗ ngay đầu cổng đi lên á. Ừ. Nó gối có một chút xíu như đây nè, bự thật bự. Ừ. Phía mặt tiền luôn á. Gối hả? Nó nằm ở trên hai cục đá bự. À, nó nằm xen kẽ đúng không? Nó bị nằm kẹp ở giữa vậy nè. Mà nó không kiểu chút xíu như đây mà nó không gớt xuống. Ngày trước luôn á. Em thi thì mình xuống đò nhìn kỹ, nằm tay phải. Sao hòn này mình gọi là hòn đỏ vậy anh? Cái này không biết ông sư ông đặt. Ông sư ông không tự tìm ra luôn. À, ông sáng lập từ năm 60 rồi. 1960 hả? Ừ. Thì sư ông còn không? Chết. Chết được 3 năm. À, bây giờ hai thế hệ chủ trì rồi hả? À, anh là làm công hỏa ở đây. Rồi em cảm ơn anh ha. Ồ, mấy con chim kìa. Ồ, rất là nhiều chim luôn á. Nó cứ bay lảng vảng trước mặt mình. Và theo lời chia sẻ của một cái anh đó làm công quả ở đây, thì anh đó nói cái lối đi này là một cái lối đi mà mình gọi là rất hay. Thấy còn hoang sơ ghê không? Vì tất cả các loại các tảng đá ở đây á, nó đều là hình màu đỏ hết à. Sau khi ánh nắng gọi xuống á, có những cái gọi là những cái chiếu ở trên tảng đá nhìn rất là đẹp luôn. Và đi lên những cái tảng đá như thế này thì mình phải cực kỳ cẩn thận, vì không may thì nó sẽ gây cho mình thương tích. Anh kia anh chỉ là ở bên kia. Thôi bây giờ mình qua bên đây trước đi. Dạ. Đây đi không được. Không, ở đó đi không được. Quẹo qua đây. Không quen đi ở đó không được đâu.
ù ù trên mặt mình hoài luôn á. Anh kia anh đánh bắt ngoài kia kìa, anh câu cá. Mát, ở đây mát lắm. Anh ơi, chú câu cá hả? Chú cho con theo coi chơi dưới được không chú? Chú đó đang câu cá trên một cái thuyền thúng, và mình muốn nói là mình đi theo chú đó chơi nhưng mà chú nói không được, nên hành nữ là chắc quay lại kiếm lại một số hòn đá kia cơ. Lên đây, mình phải lên trên kia kìa, lên trên dãy này rồi đi đi mị mị. Ở đây có một cái tượng Phật đang ngồi cầm một cái bình kim lồ, đang ngồi nhìn ra biển đó. Đó. Bây giờ thì một là đi theo hướng này để qua vách đá bên kia, hai là mình sẽ đi hướng ở trên. Ở đây tụi nhỏ, mình thấy tụi nhỏ nó yêu thương nhau, nó lên đó nó khắc đá nhau kìa, nó khắc chữ trên đá, làm mất đi cái thẩm mỹ thiên nhiên đi. Nãy mình nhìn xa xa đằng kia tưởng đâu là nơi nhà Phật họ mới khắc lên đó, tại vì trên đó có chữ trên kia. Ở đây tự nhiên cái kim phi quang cường, ở hai đứa vẽ hình trái tim. Anh bước qua đây đi. Phải nói là tạo hóa của thiên nhiên, những cái hòn đá như thế này á, nó cứ xếp chồng lên nhau à. Bước qua đây, lên đây. Đó. Bước qua đây hay là lên đây? Ai. Dạ. Được sư phụ, bình thường. Cầm cái máy hoài cái bị thành thử ra là hơi vướng. Ở đây có một cái mình cứ men theo cái sườn như thế này. Ở đây không đi được, bây giờ phải bước qua đây. Đây. Đó. Rất là vất vả khi mà phải hai trò chạy từ đi bộ từ trước một, từ đó qua đây. Đây có một cái giếng nước. Thôi. Một cái giếng nước giữa đảo của bác của anh chị. Đây toàn là nước mặn hết nha. Và chắc có lẽ là nước này họ không còn sử dụng được nữa. Đây. Giếng đá hứng nước trời mưa. Sâu 2m6. Rộng 90 cm. Và cái giếng nước này á thì
họ tự đào lấy và mục đích là để hứng nước mưa để mà tưới cho cây chùa. À, bây giờ mình sẽ ở đây có một cái cây, mình tưởng đâu là một cái giếng nước tự nhiên ha, nhưng mà không, họ khoan á, đây là một cái giếng nước nhân tạo. Đây, đây đến đây là hết rồi, và sâu chỉ 2m6, lòng giếng thì đường kính không tới 1m, nơi rộng nhất từ đây qua đây nè. Ai à, nặng quá. Mình tưởng đâu là nước tự nhiên thì nó cực hay ha. Dạ thử. Ở đây là con biển nè. Con biển này là con biển còn sống nè. Đó, thấy không? Và con biển này người ta sẽ hái như thế này, người ta phơi khô, người ta làm nước uống. Đây là một loài gông tảo, nhưng mà nó sao ta? Nó uống rất là mát luôn. Rất là nhiều thứ trôi dạt vào đây. Và những cái gông biển này, gông biển còn sống nè. Mình đã đi đi men qua đây nè, men theo đây để mà bước qua đây. Qua đây sư phụ ơi, được. Và nơi đây đi một vòng quanh đảo xong rồi. Ôi, đất cát nó lúng. À, xong. Hello ai? Thôi ơi. Thôi ơi. Thôi, kết thúc khám phá đảo Hòn Đỏ đây cho cô bác quý anh chị xem. Thằng ra lộ bộ mệt ghê á. Đuối luôn á.